Thấy nó không bỏ lắm. Thôi chờ về giải đi. Sờ vé đấu chắc chắn nó sẽ bán lẻ, chứ nó không bán được kiểu bọn Garena này, này. Ảo thế nhở? Ok, tao hy sinh với chúng mày luôn. Tính ra cái trò swap vị trí này hay. Các bạn hay. Anh check lại số tài khoản xem đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Em cứ gõ số tài khoản đấy xong tên ngân hàng là kiểu gì thấy tên phi là chuẩn rồi mà. Để anh thử cầm điện thoại anh check thử xem. Đang cao thủ em ơi, các anh đang cao thủ. Có cần anh đọc lại số tài khoản không à Hoàng Anh? Số tài khoản mình dùng nhiều rồi nó thuộc lòng rồi mà. Mình cứ gõ số với gõ tên ngân hàng mà ra tên chuẩn là đúng rồi. Hiếm khi có trường hợp trùng lắm. Thằng chít là thằng Zone vừa nãy. Xưa anh gặp Đức Eve không? Anh không nhớ em ơi. Chắc là không gặp bao giờ luôn á. Nghe thì nghe qua rồi nhưng mà chưa gặp bao giờ. Đức Eve thì đợt đấy cũng là xem stream đấy cũng trẻ. Còn đánh như nào thì anh cũng không không nói được bởi vì cũng không xem mấy. Vào lướt lướt qua cái thì thôi mà. Nhưng mà anh nghĩ thì không mà anh với tài cu la được kiểu đánh tầm tầm thôi. Nó cướp không ta? Tài cô lẽ có khi nổi tiếng hơn anh đấy thật.
Anh lúc thi thoảng anh lướt mấy cái bài viết về con Eve trên mạng, thấy chúng nó toàn nhắc tài cô la thôi, đéo nhắc anh đâu. Mình đảo này là xuống giá rồi. Như này lính thấy nhỉ, thấy mẹ rồi. Cả mắt blue à? Nó phải lăn lộn đường xa vào cả mắt thế. Con Gravex có thể ăn bùa đỏ xong nó e qua tường. Lần này nó qua cướp pha này không biết được. Tốt ra cua bò này. Rừng nó nãy hình như cũng ăn blue trước. Không biết thịt ra cua hay không. Đẩy đường đi đúng rồi. Bỏ đi các anh nha. Cô bảo mình ăn cua là ok rồi, không còn gì nhiều. Tài của anh bằng chú á. 2k3 thì trẻ rồi. Anh hơn cả hơn tận 13 tuổi đúng không? Đâu 11 tuổi chứ. Cứ nói vậy càng nghĩ mình càng ngày mình mình càng già già lắm rồi, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật á, lúc đấy gọi là bắt đầu bước qua tuổi 31. Ghen đấy mày, quá bắt đầu là mạng. Tài cô la thì đây anh có học cái này cầm pogo. Thực ra thì cũng chẳng hẳn là học đâu, mình trước anh cũng từng cầm rồi, nhưng mà mình thấy cầm cái này nó sẽ kiểu mình thấy kiểu đánh mình đánh lao quá, cầm này đánh cho an toàn chống cướp thôi. Thi thoảng mình đánh kiểu số phong độ là cũng vào xem lịch sử của ông ấy, xem đánh thế nào, có cái gì hay hay không. Ok Hoàng Anh nhá, nãy anh thấy tinh tinh rồi đó, cảm ơn em nhá. Được dòng không ta? Tầm này mình không biết giờ được đứng đâu. À đây mắt tím này. Đây áp lực thôi, chứ làm gì đâu. Dừng bot á. À kìa. Đồng ấy.
Từ một mình dừng nó thì còn vào chơi. Mấy thằng nước ngoài chơi EVE chán lắm, xem không học được gì đâu em ạ. Bọn nó rồng. Bỏ rồi, bỏ mình về. Anh ấy thoảng xem mấy thằng Hàn Quốc hay mấy thằng EUNA đánh EVE kiểu kẻ thách đấu xem chán, xem không bằng mình đánh. Chơi được ông ơi. Tôi cản được á. Phải đâu có sợ mày. Ông gì vừa lên cảng gặp hơn. Rừng dưới, ok. Ổn không các bạn? À mà toàn chuối à? Toàn thương binh, bệnh binh. Đây 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 đây, tôi đến đây. Trong đây sao á? Ơ, thằng PK đâu nhỉ? Ô, con Pika đi đâu ấy nhở? Sao nó chạy rồi nhở? Banh con mẹ nhà rồi. Đồ rừng xanh lá là đồ trâu lại kêu giấy hả em? Đấy em cảm giác thôi. Mẹ bay trụ luôn ạ, vãi cả nồi. Sao tại sao cái con gấu ven mà có thể phá được cái trụ như vậy nhỉ? À, con này làm gì phải tướng mã trụ nhanh đâu. Đồ rồi còn nên là ninja. Tại sao nó có thể làm như thế? Chạy vào lính đi. Rồi rồi, mất vào lua rồi. Bọn nước ngoài nhiều combo đai lưng chán lắm. Mới đầu anh cũng học theo kiểu quy đai lưng luôn ấy, nhưng mà về sau mình thấy mình dùng nó kiểu tùy tình huống hay hơn, không nhất thiết cứ phải quy đai lưng. Còn vậy nữa mình cũng không trách được, hai thằng ulti đều là ulti KS. Hết mana rồi té thôi.
ổn không các bạn? Chạy đi. Mình hết mana rồi. Ui rồi. Thôi không vào kia được. Vào kia mẹ đỡ biết có mắt hay không. Tính nó chặn được vét á. Mà nó có cái mù. FP trên. Thế giờ nó ăn dòng thì ai cứu? Chắc bỏ dòng thôi. Thằng FP nó ra kiểu gì cũng qua dòng luôn. Ông cả ta đéo lên áp vào nền đàm đi. Sao hàng này yếu vậy? Chạy đi các bạn ơi. Mẹ đau thế. Ok. Cảm giác mình xóa khúc mà thấy nó cứ đuối kiểu gì ấy nhỉ? Không có ulti ở đó nó cứ đụt đụt kiểu đéo gì á. Thế nữa. Đây mình về rồi. Vinh cái gì nữa.
Vậy tính sứ giả băng trụ nó dễ hơn. Cụ đi mẹ. Nếu biết có người hay không cứ về chắc. Hai. Chạy đi bạn. Con cặp thì căng thẳng thế. À, tìm. Kiểm soát tầm nhìn như nồn. Đánh nhau đó, thật ra cả mắt trước đi. Thằng đi vườn ra trước thì đánh nó dễ hơn. Mẹ, rõ ràng team toàn 5070 rồi, rất là cứ đuối. Địt mẹ, cay thế nhờ. Thế đéo là nó 27. Mình đánh như này mà đánh nó không vào máu. Đéo hiểu được. Đấy, không kịp bấm giờ luôn á. Nó có cái súng hải tặc nó ra kho đánh. Còn đi cả vào lành này ba món rồi. Hôm qua ta có bạn ông đéo lên đam. À. À, bấm giờ rồi mà vẫn chết ạ. Khó chịu thế nhở. Nãy kiểu mình combo lỗi flash lên Q, đỡ đỡ dùng Q xong phép flash chứ không là đủ đam để giờ sớm hơn rồi. Ra về đã buồn tỉ. Nó ngọc hồi thua con mẹ giờ.
Nó cơ bại đá này. Ra kiểm soát rồng trước đi, đừng để nó ép thế. Hai cả lồ chết luôn hết về. Phá hộ mắt tím cái. Ui trời ơi. Đâu có tầm nhìn. Chịu. Điên lộn lên đồ gì đây? Ai cả lộn lên đồ. Team nó mà theo cái kiểu mà len với rừng mà khác đam ấy, đừng lên theo kiểu thuần chống kiểu như này. Phí phế vãi lộn. Nên cái chùy gai giờ gặp con cơ bà lanh với con này bắn AD ra bắn thì làm được cái gì? Nó hiểu, nó tên thần chứ. Kiểu xanh nhưng mà lên đồ đần nữa. Game này nếu mà thằng này lên đồ khác này, Kata lên đam này, thì một game nó sẽ dễ. Giờ nó cứ thuần kháng phép nó dã mình. Nó làm gì được. Mấy thằng đen thì đó làm được cái gì game này. Mẹ AD cũng để thằng Chitana một mấy nó còn khỏe với cả lôn ra. Không hiểu. Cái kiểu là mục tiêu ra mà chúng nó đã chịu ra trước ấy. Nó để nó ép trước thôi. Rồi thua rồi. AD đã bắn được. Mẹ đồ rõ ràng nhiều. Xanh. Không làm cái lồn gì. Anh Quảng Ninh em ơi. Dùng đất trâu vãi cả lộn. Mẹ lên mẹ vô danh lại cái nên vô danh với lại cái bố diều nó khác mẹ game. Này cay à?
Nên này tin tao không ngu thì mới nghĩ ăn được. Thua rồi, bên mình kiểu kém quá. Đi lên ăn nhưng mà kiểu di chuyển BK kém, không chơi được. Người ta bay làm gì đâu em, mình giờ mình cần sát thương mà. Chịu thôi, mid lên áp, top lên đồ ngu rồi thua thôi. AD xanh đã bắn đéo làm cái gì, mục tiêu ra thì đéo thấy chịu ra trước, không làm được cái gì đâu. Quên không nhắc thằng Kata lên đam, lên đam thì nó dễ chơi hơn. Lên đồ thế này thì chịu. Nếu hiểu sao món thứ hai tắt điện thần. Cầm đi vườn món thứ hai tắt điện thần. Cam cho như thế, không là cái mẹ gì. Chuẩn ra game này cứ kiểu lên kiểu dụ trí không biết thì lên dìu đen với lại cái vũ điệu thôi. Xong đúc giày ninja luôn, hai ba con đan tay. Đây định mẹ vẫn là giải thưởng. Vẫn cố chấp lên lên dìu lên cung xanh, hỏi chấm cung xanh, tìm nó đeo dép, không thằng nào lên dép, nên mỗi giải đi ra hết lên cung xanh làm gì, bảo lên đồ đần để tự ái hay là nổ 2 triệu thương không thạo gì vần đâu hiểu. Ui rồi này chắc thì mẹ muộn, chắc là cái này là chắc là kiểu là chủ ác vào chơi này. Ác này phải mấy thằng chơi. Bà 2 triệu đơn không tạo gì vườn mà cầm gì vườn thì mẹ game đéo toàn thua. Mấy cái A-chop thì còn cũng toàn trở gánh đéo rồi. Cái combo thì không nói. Nhìn lên đồ đần quá, tư duy đần quá. Chuyện hấp huyết thì cũng được. Nhưng mà lý do vì sao giáp tinh thần món 2. Lý do vì sao thằng này phế vật lên lên chùy gai trong khi đó dừng với thằng mid nó xanh mãi lồn ra. Chan. Một chan đi vẫn đần đéo chịu. Game đấy chỉ cần chúng nó lên đồ, đúng thôi. Mình nghĩ là game nó khác thôi. Xong lúc dùng ra đánh chuẩn chuẩn tí thì được. Ra trước đi. Con rồng 3 thằng di vấn nó ngồi nó farm rừng nó có ra đéo đâu. Để EP đi trước xong rồi non kéo nó chết. Mà team thì cũng có thằng di vấn là thằng đi trước được chứ còn thằng nào đi trước đâu. Cái giác thiên thần người ta chỉ lên cuối cùng. Nếu hiểu sao bố lên món 2. Vỗ tay.
cái con này con mini boss thì phải. Và con đấy thì không đứng yên được. Cô nó tôi game đừng nghỉ nào. Tập này kiểu hết mùa năm ra người ta lười chơi, chơi game lâu lắm. Một phút nữa không ok mình off nha mọi người ơi. Chờ game lâu là sợ không kịp đi làm á. Hiện tại là đang chờ game 6 phút 2, 7 phút không có là mình off nhé. Phần này là từ chối là chịu này, off luôn này. Rồi, nó cấm tướng mình rồi, con đĩ này. Bạn sẽ cay cú vậy. Cho pick sau được không? Nào game sắm bớt là hợp lý á.
À. Đang ngồi chơi game kia, vào game tí chết. Này chắc nên sờ mai đỏ nhỉ? Đấy làm chậm. Thằng ra xua cắm con e vèo của mình. Nên mày ra bớt cũng được, bên nó ba đam. Thằng tốt chắc là lên kiểu Sammy thôi. Nếu mà áp nó khỏe quá thì mình lên cái đất thiên nhiên cũng được. Không biết con này ăn rừng đến bao nhiêu phút thì xong 6 bãi nhỉ? Thôi. Mẹ mày khổ thế. Cắm cỏ mắt nó ham ham thôi mà ăn cứt luôn. Toàn đồ ZAD ạ. Có cái nào nó cướp của mình không? Vẫn là cướp thật đấy. Thế ra ăn chim nhanh phết. Cả ra con lát thì anh bót được luôn. Đâu biết là nó cướp hay chưa ấy.
Mẹ lướt đéo có sai. Khám thế. Bắt được e là chết mẹ rồi. Chịu nha. Ông làm gì ông làm, tôi hết chiêu rồi. Anh lồn sao phải vậy? Có tiếp phải thế không? Ít con mẹ. Điêu thật đấy. Mình chưa mua đồ nó không canh tốt được. Này luôn. Nhìn game này muốn ganh quá nhưng mà khó ganh thật. Đâu cũng đánh nhau. Có vật gì không? Z này yếu vậy. Sao mày không có đam vậy? Nếu hiểu nó không làm được cái gì luôn á. Tốt thì fit không ngừng nghỉ.
Na thì chịu. Những con ra cát này đéo có đem mà giết cơ. Mít làm tốt lại hồi phun cây rồi. Chú ấy làm cái đéo không biết. Địt còn mẹ lớp chim nữa vãi cả lộn. Liên quan mày chết đâu? Mình thả chẳng liên quan gì việc có chết cả. Nãy mua con xong bãi chim rồi mình mới thả. Địt con mẹ thề. Game cay vãi lồn. À, hết chữ giả luôn rồi. Gành đâu gành được, toàn kiểu đấy thôi. Toàn kiểu châm máu chạy về thôi. Chơi đi. Mình ganh ở bên mình nó không làm được cái gì, nó không bổ đam vào được, toàn đam mình chán mấy lộn. Nó hiểu pick con Zbot làm cái lôn gì không biết.
Ít còn mẹ thề. Sao có quỳ quả đấy? Cảm giác cứ toàn toàn châm máu đã giết được đấy. Bực mình thật. Toàn kiểu châm máu mà không giết được tí nào luôn. Kể ra chỉ nên cam mít thì kệ mẹ cho nó. Thôi, AFK thì cút đi. Nhanh game mới, ông đi làm. Nghỉ đi làm. Hay cả luôn vô danh. Tủ tội đéo chịu được. Mà lẽ mình không không nên sớm mai sớm. Phải từ từ đã. Mình có cái mình hút vào cứ khiêu khích trước đã. Nó chạy hãy sớm mai theo. Chuẩn ra mắc e xong đến mắc quy chứ không là đéo có gì để dí được. Cái quy làm một hồi lâu quá. Không vào game làm lồn gì nữa không?
À, còn gọi là gắt áp này. Cao tơ đéo chịu rồi. À, khỏe vậy đây. Đến tầm này thì cố nốt đi, còn đầu hàng cái gì nữa các bạn. Địt mà ăn quả CC đứng im luôn. Không đúp rồi không bật đúp lên được. À, được đúp lên là phải là ngon. Hồi quỳ lâu thế nó ấp quỳ từ từ hãy đu đi, hãy chọn vị trí rơi xuống nhé. Để hết giờ đi thì nó đỡ bán được. Bơm sớm quá. Đâu bị làm gì? Thằng thì về. Ui, từ 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 ông ơi. Nó đông vãi cả đái.
Sao ping lên mà không thấy ai vậy? Nói cả lồn. Ping lên mãi không thấy thằng nào lên luôn ấy. Thôi nghỉ nha mọi người. Mà mình làm đây. Hello các anh em. Bây giờ mới có thời gian đánh áo chính đây. Nghe áo chính kỳ dùng hai rách chán nó chịu được. Phiên bản này thì con Eve cũng cũng không có gì thay đổi lắm đâu. Cái phiên bản tiền của già này chủ yếu là nó thay đổi cho mấy con đam, mấy con tanh thôi. Còn áp thì vẫn thế. Nhưng mình đánh giá chung là con Eve sẽ chơi hơn ạ. Sẽ thở ở đầu game hơn. Anh em mà có muốn mình phân tích hay là hỏi cái gì thì cứ bảo mình nhá. Cái này mình chỉ nói theo cái đánh giá riêng của mình thôi. Cái bản này thì mình mới đọc qua thôi, chứ còn cũng chưa được chơi phát nào cả. Đây là cái đầu tiên phiên bản mới của mình luôn. Phân tích cuộc đời trong 2 năm nữa đi anh, đi làm thầy bói hay em? Nó thật là bói cho vui thôi em ạ, mà tốt nhất là không không nên đi xem bói. Bây giờ nói thẳng ra, bây giờ xem tốt thì chưa chắc mình đã được tốt, còn xem mà chẳng may xem xấu thì mình lại kiểu là mang một cái suy nghĩ không vui ấy. Tốt nhất là đừng có xem. Như anh đầu đầu năm nay xem bói đây, nó bói toàn xấu thôi nhá. Nó bói lần nào là sức khỏe không ra gì này, công việc không ra gì này, xong rồi bảo là tháng 8 có người yêu nhưng mà yêu được không được bao lâu này, tạch hết, không đúng một con mẹ gì luôn. Nên sức khỏe vẫn ok, công việc thì vẫn phát triển bình thường, khi ngon người yêu vẫn đâu có, đéo tin được đâu, đến đâu tình thế thôi em. Xem EV solo clear rừng có 3 phút 07. 3 phút 07 là smite 2 phát đúng không? Thực ra bây giờ con cua là 3 phút 30 mà.
Con cua bây giờ ra 30 mình tội gì, nhanh hơn chậm hơn một tí không sao cả. Meta này len nào ngon vậy? Cái này thì hỏi câu này khó quá ông ạ. Bây giờ làm gì có chuyện len nào ngon hay là không, quan trọng ông đánh hay hay không thôi, chứ len nào chẳng có một cái hay của nó, đúng không? Bây giờ ông hỏi len nào ngon thì chịu. Giả dụ bảo là con tướng nào, con tướng ở len này, ở beta này thì con nào ngon thì tôi còn trả lời được, chứ hỏi mấy con len nào ngon thì chịu chết. Len ngon hay không là do mình thôi. Kể cả ông DFP, ông DFP mà ông đánh mấy cái con theo kiểu Pika hay mấy con gì hay hay ấy, búp hay cũng được. Mỗi con một kiểu leo danh mà. Mấy cái trang bị mới này mới ra thì mình đánh giá là nó cũng kiểu ở mức độ trung bình thôi, chứ không phải kiểu vượt trội so với như kiểu hồi xưa ra đâu. Hồi xưa ra mấy trang bị mới i3 vãi lồn nha. Giờ mình đọc mình thấy nó cũng bình thường, nó không có gì gọi là đặc biệt cả. Triệu chứng sinh bây giờ mình tính ra cũng chưa thấy con nào hợp để lên. Bởi vì bây giờ nếu so sánh những trang bị khác ấy, trang bị app bây giờ ấy, ví dụ đi mid thì nó sẽ một Luden để là sốc đam. Hai là ví dụ lên hôm lên băng trượng vừa trâu vừa có CC. Cái triệu chứng sinh này mình thấy nó hơi bị phế này. Bởi vì bây giờ bảo trâu hơn tí thì nó cũng chẳng cần lắm. Cái này may ra có con single lên là đẹp. Đấy, single hoặc là bảo Kassadin lên thì mình thấy nó bình thường. Bởi vì Kassadin mình vẫn sợ kiểu Kassadin full áp hơn. Chứ còn Kassadin lên kiểu này có đam. Anh thấy con Kassadin lên cái kiểu băng trượng hoặc là Luden còn kinh hơn cái triệu chứng sinh này. Nó còn gì trâu lắm đâu. Lên kiểu vậy nó mới khỏe, nhảy nó nhảy có phát chết luôn ấy. Chứ còn lên kiểu này nhảy đéo chết người ta thì cũng thế. Trâu hơn được bao nhiêu đâu. Mây máu là làm gì. Bây giờ em bảo nhá, cái đây nó ghi này. Hồi tối đa 15 máu mỗi lần dùng kỹ năng, nghĩa là em giờ bao nhiêu phát nó cũng chỉ bằng đấy thôi. Ví dụ em lên cái quyền trượng thiên sứ cơ. Đấy. Em giờ thì nó sẽ hồi nhiều máu. Nhưng mà cái này chỉ được 15 thôi. Cái này hợp có single hơn, chắc phải có single là ngon nhất, chứ còn không con nào ngon nhất cả. Kassadin là bình thường. Kassadin lên mẹ Luden còn ngon hơn, hoặc là bằng trượng vẫn hơn. Nên Luden mana nó cũng nhiều mà có xuyên phép em. Đây 400 mana này. Thế còn cái Luden bao nhiêu? 600 bằng nhau đúng không? Bây giờ một cái kia là tối đa là được 200, nghĩa là thêm một tí nữa, thêm một cái khi mà cộng móc lên nữa là sẽ được 300. Nghĩa là lên cái trường sinh này hơn được cái Luden là 100 mana, giải quyết vấn đề gì? Thêm một hơi tí máu, ít đam hơn. Thật anh vào game anh chỉ sợ mấy con Kassadin kiểu lên Luden lên kiểu phun xuyên kiểu đấy mới sợ, chứ còn mấy cái thằng này kiểu lên tanh tanh đâu vướng. Về sau xanh nhảy một phát chết thằng thì lúc đấy nó mới kinh, chứ còn cái kiểu nhảy vào cái nửa cây thì mình trả đam nó chết mẹ rồi, đấy cũng bình thường. Còn cái show Jin này mình ông cứ bảo là chơi con di lên cái này mới là phế. Cái này phải dành cho mấy con kiểu đa vật lý và bốc ấy. Đấy, mấy con này mới là ngon. Như kiểu JC và rớt nó sát lực này. Cái này mới là ngon này. Vì nó tăng điểm hồi chiêu luôn mà. Mà con Z nó thẳng cứ bảo là điểm hồi chiêu nhiều để hồi quy nhanh nó cũng cần lắm đâu. Quy vào cũng chém người ta chết xong rồi được nội tại hồi lại chiêu quy cũng thì chủ yếu là thế thôi. Chứ còn ngồi đấy mà chờ mẹ quy lần thứ hai mà không giết được người ta cứ. Bởi vì cái quy con Z thì cứ không chém vào là hồi chiêu mà. Cần gì phải dựa vào điểm hồi chiêu có sẵn có đâu. Này có dây con dây si này. Dây si lên cái này đập bốc hoặc là phá đất sát lực. Mình nghĩ là phá đất sát lực lên hợp. Để xem con nào mà kiểu lên cái đấy ngon không. Darius thì đúc với quy tạm tạm. Tạm tạm. Phiêu ra thì Q E hồi nhanh hơn một chút, mà Q não hồi cũng nhanh rồi, E thì cũng hồi nhanh.
Đúc thì tính là chiêu CC nên ra không tăng bao nhiêu. Gà gen ngon này, gà gen ngon này. Thì đúng rồi, con gà gen ngon vãi lồn luôn á. Con gà gen lên Sojin ngon vãi lồn luôn. Bởi vì bốn bốn ba cái chiêu của nó chẳng cả cái chiêu nào tính là bất động này. Hồi nhanh vãi đái. Thì em chơi con Kassadin lên cái quyền trượng xong rồi tim băng cái gì đó. Anh thật với em lên kiểu đấy mà gặp bên kia đam to không ăn thua đâu. Thậm chí nó lên đấy nó gặp cái chùy gai em sốc nó em giờ là 2-3 phát đéo chết cơ ấy thật. Quan trọng là em chơi em phải cầm con đấy em phải đánh thật nhiều game mà ví dụ game nào em cũng xanh thì em mới đúng được. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của anh ấy lên kiểu vậy không đánh tim đâu. Trâu trâu thật đấy, lên kiểu này trâu thật nhưng mà đam bé lắm. Trừ khi kiểu game khó quá em mới lên kiểu đấy thôi. Sojin ngủ đúp nhanh hơn này. Cũng bình thường. Có gà rèn đẹp, gà rèn Sojin hay. Chiêu nhầm thì chắc nó vẫn cầm cái đoạn đao vẫn hay hơn. Cái đoạn đao hình như là được sửa lại hay sao ấy nhỉ? 3.400. Kỹ năng gây đến tối đa sát thương thêm dựa trên tỷ lệ chí mạng quá hợp rồi. Cái đoạn đao này đi cùng với Sojin không ngon nha anh em nhá. Bởi vì nó đánh đoạn đánh của bạn sẽ giảm hồi chiêu các kỹ năng cơ bản đi 15% hồi chiêu còn lại. Đấy, đâm ra lên cái Sojin này cũng cũng không hợp lắm. Đồ mới là gì anh? Rất nhiều đồ mới em ơi. Rất nhiều đồ mới. Sau nó còn fix lại một chút nữa. Rồi. Xin đường. Cái lồn má, đi tốt là thôi đấy, đánh ra ta đánh ra gen đấy. Nãy giờ cũng ngồi khen con Gazen. Bản này cấm con gì nhỉ? Cái đồ tanh khổng lồ ấy phế bởi vì nó không có đam em ạ. Nhưng mà nó sẽ hợp với con anh đang thấy con Ugot là hợp ấy. Bởi vì lên cái đồ đấy thì phải đi cùng một cái dìu đại mãng xà nó mới khỏe. Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Trái tim khổng thần đúng không? Cái trái tim khổng thần đấy anh em đọc nhá, để ý nhá, nó không phân biệt giữa tay ngắn và tay dài đâu. Mà bây giờ nhà cái đấy là hồi chiêu 30 giây trên một một người. Đấy đâm ra những thằng tay dài nó sẽ gây đam nhiều hơn. Hoặc đánh Azam lên cái đấy cũng ngon. Bởi vì Azam nó dùng liên tục. Nó hồi chiêu 3 giây nhưng mà giới hạn 30 giây trên một thằng cơ. Nó như kiểu cái lưỡi hái bóng đêm ấy. Anh thấy có Ugot lên là đẹp. Ugot lên theo kiểu trái tim khổng thần rồi đại mãng xà, dù đen. Nhưng mà tất nhiên Ugot là phải đẻ mãng xà trước rồi lên dù đại mãng xà trước. Xong rồi mới lên cái trái tim khổng thần. Đấy, rồi đúc dù đen các thứ đồ máu. Full tanh. Chứ còn lên thuần đồ đấy thì nó kiểu nó hơi thiếu đam. Cái món đấy nếu mà lên lên đầu tiên thì lên đầu tiên phế thật. Hiện tại giờ anh thấy có Ugot lên là hay. Ugot đại bán xà lên là hay. Không không thì đánh ra giam là hay nhất. Làm gì phải đứng trong tầm đánh 713 giây em. Tí anh đọc lại xem, tí đọc lại xem cái đồ đấy nó ghi thế nào. Anh thấy đầu game nên lấy trứng đỏ, trứng hay xanh lá vậy. Cái xanh da trời là tăng tốc chạy thì anh nghĩ là đéo cần đâu.
Mình chỉ lấy một đỏ hay là cái màu xanh lá cây là nó kiểu có cái tạo giáp thôi. Cái tạo giáp kia ví dụ bên kia có mấy con kiểu Jenga, mấy con kiểu xúc đam ấy thì anh em cầm. Còn nếu không cầm đỏ cho đam to, mình sát thủ mà. Đấy là con Nevea, còn những con khác thì anh em cứ tùy cách mà chọn thôi. Như cái tốc chạy kia, ví dụ chơi con Heka cũng được. Heka thì lấy cái tốc chạy cũng được. Đi gánh ra từ bụi ra tăng thêm đam. Chắc chỉ có con Heka mới cầm cái đấy. Chứ còn anh nghĩ là mấy thằng rừng khác khi nó đéo cầm cái kim xanh ca trời đâu. Mùa này hết cướp anh Phi nhá, anh càng sướng, anh sợ cướp vãi lồn ra. Nhưng mà vẫn phải chơi cẩn thận. Bởi vì rừng Việt Nam thằng đéo là chẳng muốn đi cướp. Nó vẫn có cái bài ba bãi qua cướp bình thường em ạ. Nó chỉ gọi là hạn chế cái bài gọi là cướp rừng level 1, cướp rừng ngay cấp độ 1 luôn ấy. Nghĩa là kiểu ăn trộm vòng rừng người ta ấy. Thì bài đấy anh nghĩ nó sẽ hạn chế đi thôi, hạn chế thôi nhá. Chứ không phải không có. 20% đang mấy đâu. Gọi lâu hơn một chút. Thì anh nó tính anh chơi auto đỏ mà. Chứ còn mà cái đi giáp kia là cái mẹ gì đâu. Còn một khi cái sát thủ xanh quá rồi thì vẫn là vương miện đồ hồ cát. Minh Quang nói vậy là chuẩn á. Bởi vì có mấy cái trăm giáp từ cái đồ rừng xanh lá cây đã ăn thua đâu. Anh nghĩ chúng nó khi chơi với con tay cũng cầm đỏ ấy, lấy cái tiêm một tí đam 1% máu. Đi mày ăn sao bây giờ lại ra kiểu này. Khỏi mua máu luôn. Ra dình nè. Đâu hết rồi. Có cái ping. Có mới có ping mới mình cũng chưa quen dùng lắm. Mẹ ông mày, vào game. Vào đây đi, đứng đây làm cái gì? Chơi! Mẹ giờ về nó thọt quá không ta? Vừa ăn rừng thọt như con chó. Vâng. Bắn trước đi ông ơi. Đây là quái rừng đang bị dỗi nhẹ này. Giờ nó giới hạn lại cái phạm vi kéo quái rồi. Đâm ra chưa có fit đồ là đéo kéo được nữa. Công nhận là bài đánh nhanh thật. Chết luôn. Chắc thằng này nó có lì không? Mẹ đấy, không cướp à? Vẫn cướp bình thường nhá. Ở đấy mà không cướp. Nào rồi, rừng Việt Nam thì mẹ 5 mét vuông, mẹ 5 thằng ăn cắp. Ở đấy mà không cướp có cái nệt.
Ơ kìa. Né giờ kéo đấy anh lịch mẹ nó đã quay lại rồi. Cứu bé. Thôi bỏ đi. Bỏ quét ra. Mẹ con đĩ này. Alo. Ra cua này à. Mẹ mất thằng nồn này. Rồi ok nha.